Rất là vui mừng được chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lorem Audio. Ngày hôm nay thì trong video này em xin phép được đưa ra cho chúng ta ba sự lựa chọn về ba mẫu siêu trầm Bass 30. Đây là một đây là những cái dòng loa siêu trầm được mang một cái mức giá rất là vừa phải để chúng ta có thể sự lựa chọn bổ sung thêm vào những cái bộ dàn, bộ hát karaoke của chúng ta. Và trong năm nay thì Lorem Audio rất là hân hạnh khi được WeWork đưa về rất là nhiều những dòng loa siêu trầm và tất cả ba mẫu loa siêu trầm. Hiện tại thì chúng ta đang thấy ở đây thì có hai dòng WeWork Leader 12 cộng và VK260P thì được đưa vào thị trường Việt Nam trong đầu năm, còn phiên bản 1021 thì vừa mới nhập về ngày hôm qua. Thì đây là ba phân khúc trong cái mức giá dễ chịu nhất mà hãng WeWork đã đưa về cho bên em, và bên em sẽ tiến hành đưa ra để thông báo cũng như là quảng cáo cho các bác biết, để chúng ta có thể thêm cái sự lựa chọn cũng như là sự cân nhắc về tài chính để chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm sao cho nó phù hợp. Vâng, và với hiện tại thì cái việc nhu cầu có thêm những chiếc loa trầm bổ sung vào bộ dàn của chúng ta là một cái nhu cầu hết sức thiết yếu, bởi đôi tai của chúng ta sẽ càng ngày càng khó tính hơn, và nó sẽ phải tìm những cái sản phẩm sao cho nó phù hợp. Mình đã đam mê thì đương nhiên những cái sản phẩm mà mình muốn mua nó cũng phải đem lại cho chúng ta được một cái sự thỏa mãn nhất định. Và chính vì vậy bên em luôn luôn tìm tòi cũng như là đưa ra thị trường rất là nhiều những dòng loa siêu trầm để chúng ta có những cái sự lựa chọn khác nhau, chơi trong những không gian khác nhau, phối ghép cùng với những đôi loa khác nhau. Đấy, thì nó sẽ đa dạng hơn trong cái nhu cầu mua sắm của chúng ta. Và đầu tiên thì em muốn nhắc đến chính giữa đây là phiên bản Leader 12 cộng. Đây là phiên bản loa trầm Bass 30 thuần điện đến từ thương hiệu WeWork, và hiện tại thì nó đang là phân khúc mà hot nhất, có lẽ rằng là nhiều người săn đón nhất. Tại vì bên em cách đây khoảng tầm 3 tháng thì cũng không thể về được bất cứ một chiếc nào, tại vì nó cũng bị tắc biên cũng như là bị gián đoạn trong cái lúc mà chúng ta đang bị dịch rất là căng. Thì hiện tại ngày hôm qua thì bên em mới về được một xe khoảng gần 100 chiếc, thì có lẽ là sẽ dùng trong giai đoạn từ giờ đến Tết sẽ đáp ứng dần cho các bác, và nếu như cái nhu cầu chúng ta tăng cao thì bên em sẽ sẵn sàng bên em nhập tiếp về để chúng ta có đủ những cái thiết bị để chúng ta chơi. Phiên bản này thì cho ta ra một mức công suất là 500W, và hiện tại thì nó được một cái ưu điểm điểm, đây chính là thiết kế của nó rất là đẹp, cực kỳ hiện đại. Có điểm nhấn là những cái viền vàng nằm trên cái nền đen. Tem của thương hiệu cũng là hình cũng được nhấn là màu vàng. Chúng ta sẽ thấy được một cái sự đồng nhất ở trên cái sản phẩm này, và nó sẽ cho chúng ta chơi khai thác trong những khoảng không gian khoảng tầm 35m, 40m quay về. Và hiện tại thì nó đưa ra mức công suất là 500W. Tấm ecran rất là lớn, nó hơi cong bật về phía trước một chút, nó sẽ mềm mại hơn rất là nhiều, và nó che phủ hoàn toàn hai lỗ thông hơi nằm ở phía dưới đây. Nó sẽ ngăn được, chắc chắn là nó sẽ ngăn được những cái sự xâm nhập của chuột. Đây cũng là một cái vấn đề hơi bị nhức nhối của các bác khi chúng ta sở hữu những chiếc loa trầm mà lỗ thông hơi nó ở bên ngoài, thì rất là sợ tình trạng là chuột nó chui vào, nó cắn dây. Vỏ thùng màu đen, sơn nhám, đen sần, người ta gọi là đen sần. Và phiên bản này thì với mức giá là 3.500.000 đồng, chúng ta sẽ được sở hữu cũng như là được trải nghiệm chất âm hết sức sâu lắng. Hiện tại em đang bật con loa này, em đang lấy tín hiệu trầm từ trước này, em cho lớn lên một chút để chúng ta thấy. Vâng, và cái phiên bản này thì nó sẽ giúp chúng ta chơi được đa dạng các thể loại nhạc. Có lẽ rằng do cái cấu trúc của mạch loa cũng như là màng loa, rồi một cái tổng thể nó sẽ, em đã từng thử chơi nhạc DJ cũng được, mà khi em bật những cái bản nhạc vàng bolero có những tiếng bass sâu, những bản rumba
thì nó cũng đều thể hiện rất là tốt. Và tiếp theo chúng ta đến với sản phẩm thứ hai, đây là mẫu loa WeWood VK260P. Nó chỉ về trước cái phiên bản leader này 12 cộng này khoảng tầm nửa tháng. Và trong những cái giai đoạn đấy thì nó thực sự là nó cực kỳ ok đối với những các bác khách hàng có những không gian nhỏ. Chúng ta nghe trầm, chúng ta không nghe, không thích nghe lực, mà chúng ta nghe cái sự tinh tế, sự sâu lắng, thì VK260P là một cái sự lựa chọn cực kỳ tốt để chúng ta bổ sung vào trong cái bộ dàn của chúng ta. Trên phiên bản này cũng có một cái đường kết nối 2 level input. Và hiện tại chúng ta nếu muốn hát karaoke có lời ra loa trầm thì chúng ta sẽ kết nối bằng một sợi dây dây loa. Chúng ta sẽ kết nối thẳng vào cầu loa. Và chúng ta vẫn có sử dụng thêm nguồn, vẫn phải bật cái nguồn điện của nó này lên. Và chiếc loa siêu trầm này thì nó không hoàn toàn sẽ không lấy bất cứ một chút công suất nào của đẩy của âm ly của chúng ta cả. Nó chỉ lấy mỗi cái đường tín hiệu ra và nó sẽ gửi cho chúng ta lời hát vào đây. À, hát có trầm thì sẽ như thế nào? Nó sẽ dày dặn hơn và âm thanh của chúng ta nó sẽ lực hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là khi chúng ta nói ấy, chúng ta làm MC mà chúng ta nói mà loa ra trầm thì giọng của chúng ta cực kỳ hay luôn. Thiết kế này, vỏ thùng thì màu đen vân gỗ. Chúng ta có thể nhìn rõ luôn vân gỗ. Nó không bóng nhưng mà nó cũng đủ cái độ sang trọng, bóng và bóng mờ. Những cái điểm nối cũng được thiết kế rất là đẹp. Khung xương thì bằng kim loại, bằng gang nha các bác. Sơn tĩnh điện. Gân cao su cực mềm này. Gân mềm như này thì chúng ta biết là những cái tiếng bass nó thả nó sẽ cực kỳ sâu rồi. Màng carbon, đây điểm cộng rồi. Màng carbon rất cao cấp. Phiên bản này mang mức giá 3 triệu đồng và chúng ta sẽ có thể lựa chọn trong những cái không gian nó vừa phải, tầm 30m quay về thì chúng ta dùng con này chấm hết luôn. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một mẫu loa siêu trầm nữa. Đây là phiên bản mới về và bên em đã có video giới thiệu ngày hôm qua. Một dòng siêu trầm giá rẻ 2.800.000 đồng. Ok, 2.800.000. Đây là dòng súp hầm và hiện tại thì nó cũng mang trong mình một chiếc bát 30 và hai lỗ thông hơi. Bát thì nó giấu hoàn toàn ở bên trong thùng loa rồi. Và đối với súp hầm thì sẽ có một cái cách thiết kế vỏ thùng nó tương đối phức tạp một chút. Nó sẽ có những cái đường rích rắc, đường rích rắc ở trong rồi như ma trận để nó làm cái bộ cộng hưởng. Khi hơi hút vào mà đẩy ra, nó sẽ đi theo các vách và cuối cùng nó xả ra những cái lỗ thông hơi như thế này. Chúng ta sẽ có được một cái chất âm nó đại loại là nó sẽ lực và nó đầy đủ hơn so với những cái dòng úp đất và dòng bắt mặt. Cảm giác là nó sẽ mạnh hơn. Và súp hầm thì thường thường nó xuất hiện ở trong những phòng hát karaoke kinh doanh. Nếu như chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều những chiếc loa súp hầm nó nằm ở trong những phòng hát karaoke kinh doanh. Tại vì cái sự bền bỉ. Và đây như thế này, chúng ta đang xem cái cách thiết kế như vậy thì nó sẽ nằm trong những cái phân khúc như là dã chiến. Vỏ thùng thì được sơn sần, tránh xước, chống hoàn toàn xước. Đây là phiên bản WeWood 1021 và hiện tại thì bên em vừa mới đưa ra thị trường với mức giá là 2.800.000 đồng. Và ngày hôm nay thì cũng đã có 2 chiếc để đi rồi. Thì đây, ngày hôm nay em show lên đây cho chúng ta ba cái mẫu loa siêu trầm giá rẻ mang thương hiệu WeWood, một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, và hiện tại thì bên em đang nhập khẩu tại nhà máy lớn nhất đặt tại Đài Loan. Chúng ta đang được chơi loa xịn với giá rẻ. Nếu như các bác mà có nhu cầu hay cần tìm hiểu thêm về bất cứ một dòng sản phẩm nào thì hãy nhấc máy vào điện cho bên em sẽ tư vấn thêm cho chúng ta để chúng ta có nhiều cơ sở hơn để chúng ta lựa chọn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một bản nhạc để chúng ta sẽ test chất âm của phiên bản mới nhất đi. Em sẽ cắm lại dây sang đây và chúng ta sẽ cùng nghe chất âm nó xử lý như thế nào. Vài lời bút đắng cho tôi bám đơn đau.